Mình giới thiệu cái dòng Kia K200 thùng lửng. Thì con này có tải trọng thiết kế theo thùng lửng là 1 tấn 9. Và lòng thùng của xe này là 3m2 và rộng là 1m67 và cao là 4m20. Nhìn xe rất là đẹp. Xe Kia K200 này sử dụng động cơ Hyundai với dung tích xi lanh là 2.497 và 130 PS, rất là mạnh. Phía trước có cái logo Kia nhìn rất là sang trọng. Xe Kia thì bao ngon rồi, chạy rất là phê. Đèn lái trước của xe là sử dụng đèn halogen cực kỳ là sáng và bền. Ngoài ra có thêm hai cái đèn sương mù dưới cản. Xe thì bánh trước với bánh sau là nó khác biệt. Bánh trước thì lớn hơn bánh sau. Và thông số của lớp trước là vỏ 195 R15C, vỏ không ruột, chạy cực kỳ là êm. Phanh trước là phanh đĩa. Và đặc biệt là cái con Kia K200 này phía trước là sử dụng phục nhúng hay còn gọi là giò gà. Ưu điểm của phục nhúng thì nó êm. Thông số lớp sau cũng là lớp không ruột. Thông số là 155 R12C. Bánh đôi. Đây là trong thùng xe. Cái nước sơn của xe Kia này được nhúng sơn tĩnh điện nên cái nước sơn giữ cực kỳ là bền và tránh rỉ sét theo thời gian. Sàn thì trắng sóng 1 ly 2. Thùng có để hai cái tên Haco và Rontier. Đây là đèn lái sau của xe, rất là đẹp. Trang bị hai bánh sơ cua. Đây là cầu, hệ thống cầu sau của xe. Mỗi bên sử dụng 6 lá nhíp, rất là dày. Đây là bình chứa nhiên liệu 60 lít. Tem xe Kia Rondia K200. Giờ ta xem trong cabin của xe Kia. Xe Kia K200 này thiết kế với 3 chỗ ngồi rất là rộng rãi. Ghế thì nỉ rất là sang trọng và đẳng cấp. Và kính là kính chỉnh điện. Đây là tầm nhìn trong khoang lái của xe. Nhìn rất là bắt mắt, đẹp.
đi sử dụng cần số là 6 số tiến, một số lùi. Thì nhỏ mà sử dụng có 6 số, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Và số thì cực kỳ là nhẹ, rất là nhẹ. Số dê thì ta móc lên, móc cái khóa này lên và đẩy qua bên trái, đẩy lên là số dê. Đây là hệ thống táp lô của xe. Xe thì trang bị sẵn máy lạnh. Đây là công tắc máy lạnh. Đây là công tắc quạt gió, hướng gió. Và đây là lấy gió trong hoặc là gió ngoài. Và đây là hệ thống máy nghe nhạc, radio. Ngoài ra có trang bị thêm cái bằng Bluetooth. Ta kết nối nhạc Bluetooth qua điện thoại đây. Và đây là cái mồi thuốc. Phanh tay. Rồi, có hai tấm che nắng. Trần trần xe. Đây là vô lăng của xe. Có nhãn hiệu Kia. Rất là đã. Và đây là đồng hồ của xe. Đồng hồ thì cũng thể hiện vừa cơ và vừa LCD. Đầy đủ các chức năng thông tin kỹ thuật cho anh em tài xế kiểm tra và quan sát. Xe này muốn đời máy là phải âm con thì mới đời máy được. Muốn mở cái cốp trước, đây là cái công tắc cốp trước này. Kéo ra. Đây cấp trước đây. Cấp trước thì có chứa cái con đội nước làm mát động cơ. Và đây là nước rửa kính. Xe Kia K200 có giá thùng lửng này là 392.700.000. Chưa giấy tờ tầm khoảng 14 triệu. Nếu mà mua trả góp qua ngân hàng thì ta đưa trước khoảng 105 triệu. 105 triệu ta có thể sở hữu được cái con Kia K200 1.9 thùng lửng này. Xe này thì được bảo hành là 36 tháng hoặc là 100.000 cây, tất cả các trạm ủy quyền của Trường Hải. Rồi các bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.